Chào mừng các bạn quay trở lại kênh YouTube của Mình Anh Trail. Hôm nay em sẽ có một clip so sánh ứng dụng nhanh hai dòng Smart TV của Samsung năm 2020, mặt hàng 55TU8100 ở bên trái và bên phải là 55TU8500. Hai cái mã hàng này thì đang bán tại hệ thống siêu thị máy Ecomart, con này sau khi trừ hết quà còn khoảng 17.500.000, và cái mã 55TU8100 sau khi trừ hết quà cái thời điểm tháng 3 này các bạn nhé là còn khoảng 15.400.000 các bạn nhé. TU8100 và TU8500. Rất mong nhận được ủng hộ của các bạn bằng cách nhấn subscribe, đăng ký kênh giúp em. Trong clip gần nhất thì em đã có giới thiệu với các bác con TU8100 rồi. Ngày hôm nay thì em giới thiệu thêm con 55TU8500 với giá khoảng 17.500.000. 8100 và 8100 thì về cơ bản nó sẽ có rất là nhiều những cái giống nhau, có những cái đặc điểm khác nhau là như thế nào. Trước tiên thì con TU8500 như các bác nhìn đây, TU8500 này thì có một số các cái thông số kỹ thuật cũng như là các lưu ý các bác cần biết. Nó khác biệt là so với cả TU8100 là chân đế chữ V trồng chính giữa, còn đối với TU8100 này là chân đây, nó là chân xương cá chống hai bên. Mã hàng TU8500 thì có thêm một cái khác biệt là con này có sử dụng công nghệ Dynamic Crystal Display, so với của TU8100 chỉ là Crystal Display thôi, không phải Dynamic. Dynamic thì nó sử dụng tấm nền màu mới giúp người xem đắm chìm trong khung cảnh với dải màu rộng, màu sắc hình ảnh trở nên sống động và rực rỡ hơn. Tức là cái tấm nền trên cái con Crystal Display trên TU8100 sẽ kém hơn so với cả Dynamic Crystal Display trên 8500. Về cái bộ xử lý UHD 4K thì nó giống nhau. Có một cái công nghệ nữa trên cái dòng TU8500 nó khác hơn so với của TU8100 chính là cái Dual LED này. Dual LED này thì nó sử dụng kết hợp hai dải đèn LED với nhiệt độ màu lạnh và ấm kết hợp với nhau, giúp kiểm soát màu sắc cái đèn LED tốt hơn, cải thiện chất lượng ánh sáng, giúp tăng cường độ tương phản của màu sắc lên 27% và cải thiện độ chính xác của màu sắc. Nó giảm hiện tượng hở sáng và giúp góc nhìn của TV rộng hơn. Tức là trên TU8100 thì không có Dual LED, còn đối với 8500 thì đã có thêm cái công nghệ rồi. Đấy, các bạn lưu ý cái đó. Nó cùng sử dụng điều khiển quan remote thông minh. Ở clip trước thì em đã giới thiệu rồi. Cùng có thiết kế viền siêu mỏng đây. Đấy, viền trên và viền hai bên rất là mỏng, trong cái thiết kế rất là tinh tế và đẹp mắt. Hai thằng này thì đều có công nghệ One Remote, tức là điều khiển thông minh, có tìm kiếm giọng nói, có bộ Bluetooth rồi. Tuy nhiên thì trên TU8500 có thêm một công nghệ nữa, như các bác nhìn ở trên màn hình là công nghệ Multi View. Các bác chỉ cần hình dung đơn giản là các bác có thể là trình chiếu nội dung từ điện thoại của các bác lên TV song song với cả cái chương trình TV đang chạy, tức là ở một góc màn hình hoặc trên các vị trí trên điểm của màn hình TV của con TU8500 thì các bác có thể trình chiếu được các nội dung, chả như bác chạy YouTube trên cái màn hình của TV. Đấy, rất là dễ, còn TU8100 thì không thể làm được cái đó. Các cái tính năng khác thì cũng khá là giống nhau, có Apple AirPlay 2, có sử dụng cái M1 giống QLED của năm 2019, có thể trình chiếu từ màn hình iPhone lên One Remote. Thông số kỹ thuật thì cũng độ phân giải các thứ là như vậy. Đấy, các bác chỉ cần lưu ý những cái điểm khác nhau, chân đế khác nhau là một này, có Dual LED khác nhau là hai này, có Dynamic Crystal Display là ba này, có Multi View là bốn này. Đấy, đó là những cái đặc điểm khác biệt giữa hai con TU8500 và con TU8100. Đấy, em so sánh rất là nhanh để các bác có thể nắm được và đưa ra được những cái lựa chọn khi đi mua các bác nhé. Đây em không khuyến khích các bác mua qua video, mà em đang phân tích những cái khác biệt để các bác cùng nắm được những cái khác biệt giữa con TU8500 và TU8100 các bác nhé. Cảm ơn các bác đã theo dõi clip ngày hôm nay.